Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Mười tiếng ồn lạ trên ô tô không được phép bỏ qua, nhiều người thường bỏ qua hoặc không chú ý khi xe có tiếng ồn lạ. Tuy nhiên nếu gặp những tiếng ồn lạ dưới đây thì tài xế cần phải đặc biệt chú ý, việc chăm sóc bảo dưỡng là công việc quan trọng để giúp xe kéo dài tuổi thọ. Vận hành mượt mà và an toàn trên đường, khi xe có tiếng động, âm thanh lạ thì tài xế cũng phải lưu tâm. Một số tiếng ồn gây khó chịu báo hiệu các vấn đề hư hỏng ở bên trong, 10 tiếng ồn ô tô cần mang xe đi chăm sóc bảo dưỡng. Một tiếng ồn từ động cơ ô tô của bạn có thể được chăm sóc bảo dưỡng sau một thời gian nhất định. Tiếng ồn phát ra từ động cơ nói lên rất nhiều điều về chiếc xe, đây là vấn đề nghiêm trọng nhất trên ô tô mà bạn không thể phớt lờ. Trong trường hợp này, động cơ có thể dừng đột ngột và không thể tiếp tục di chuyển, các âm thanh khác nhau như cốc cốc. Tiếng rít lớn, tiếng va đập kim loại, tiếng lách tách, tiếng búa gõ trong khoang máy cũng là dấu hiệu của các bệnh khác nhau trong khoang động cơ. Ví dụ, tiếng búa gõ trong khoang máy có thể do xe đang bị bỏ máy, tiếng rít lớn có thể từ hệ thống làm mát của động cơ hoặc là đường ống chân không của động cơ đang bị rò rỉ. Tiếng va đập kim loại có thể do bộ phận nào đó trong khoang đang gặp vấn đề. Hai, tiếng ồn khi tăng tốc. Hiện tượng này phổ biến trên các mẫu xe ô tô hiện đại, lý do của việc này có thể là bị tắc hoặc hư hỏng hệ thống xả. Hơn nữa, ống xả bị rò rỉ cũng gây nên các tiếng động lạ trên xe ô tô. 3. Tiếng ồn từ hệ thống truyền dẫn. Xe của bạn có thể gặp phải rắc rối nghiêm trọng khi hệ thống truyền dẫn trên xe bắt đầu tạo ra những tiếng kêu lạ. Tiếng ồn khi bạn sang số là dấu hiệu để xác định rằng bạn cần phải mang xe đi sửa chữa. 4. Tiếng ồn khi quay bánh xe, một số xe xuất hiện tiếng ồn khi tài xế bẻ lái, nguyên nhân có thể là trục bánh xe bị hỏng, hư hại, hoặc bất kỳ thứ gì liên quan đến hệ thống lái. 5. Tiếng ồn khi phanh, không nên bỏ qua bất kỳ sai sót nào đối với hệ thống phanh, bởi hệ thống phanh là một trong những bộ phận liên quan trực tiếp đến vấn đề an toàn trên xe hơi. Và bất cứ điều gì hoạt động sai nguyên tắc trên hệ thống chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của bạn. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Vì vậy, hãy đảm bảo hệ thống phanh luôn hoạt động tốt. 6. Tiếng ồn từ hệ thống xả. Tiếng ồn trong hệ thống xả cũng nên lưu tâm, bên cạnh đó, tài xế cũng phải quan sát màu sắc của khí thải xem có dấu hiệu bất thường nào không. Âm thanh lạ từ hệ thống ống xả có thể là do ống xả bị ăn mòn, nứt. 7. Tiếng động cơ bị nổ ngược. Nguyên nhân gây ra hiện tượng này là do bobin động cơ bị hỏng, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả làm việc của động cơ. Bobin khi bị hư hỏng có thể làm quá trình đốt cháy nhiên liệu diễn ra sai thời điểm, và lượng nhiên liệu không đốt hết sẽ đi ra ngoài theo đường ống xả. Nếu ống xả đang nóng và lượng nhiên liệu này gặp điều kiện thích hợp có thể tự bốc cháy dẫn đến hiện tượng động cơ bị nổ ngược. Hiện tượng này có thể phát hiện khi bạn nghe thấy các tiếng nổ lạ trên đường ống xả. Động cơ ra khói màu, khí xả có mùi nhiên liệu. 8. Tiếng ồn từ các đường ống, ống dẫn nước bị rò rỉ tạo ra âm thanh rít. Âm thanh này là hoàn toàn không bình thường, trong những đường ống này thường có nhiều chất lỏng, ga và không khí, những rò rỉ này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, tốt hơn hết nên khắc phục sớm nếu phát hiện bất kỳ rò rỉ bất thường nào. 9. Tiếng ồn từ hệ thống điều hòa, khi điều hòa kêu to bất thường thì hãy để ý tới chi tiết bắt giá quạt gió đã hư hỏng hoặc phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt. Tốc độ cao dẫn đến bị lỏng, gãy gây nên hiện tượng rung và tiếng ồn. Tiếp theo là các bộ phận cần kiểm tra như đường dẫn khí, cần chuyển gió hoặc lọc gió quá bẩn cũng gây nên các âm thanh khó nghe. Còn khi khởi động xe, điều hòa có tiếng rít lớn, điều này có thể là do dây cu doa, lúc này tài xế phải mang xe đi khắc phục ngay. 10. Âm thanh lạ dưới nắp capo, bất kỳ khi nào thấy xe xuất hiện các âm thanh lạ dưới capo, tài xế cần tắt máy để xe nguội 5 phút rồi kiểm tra xem có bất kỳ dấu hiệu nào nghi ngờ không. Hư hỏng một trong các bộ phận dưới nắp capo đều mang ẩn chứa sự nguy hiểm. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.